Thưa quý vị, trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8 vừa qua, một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận là việc ký kết hợp đồng thuê đất và công bố dự án xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội với giá trị công trình lên tới 1,2 tỷ đô la. Vì sao trụ sở mới của sứ quán Mỹ lại đắt đỏ như vậy? Và trước đây, sứ quán Mỹ từng được đặt tại những địa điểm nào ở Việt Nam? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin về việc chính quyền Mỹ chuẩn bị xây dựng trụ sở mới của đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội với giá trị công trình lên tới 1,2 tỷ đô la đang được bàn luận xôn xao bởi vì năm 2007, khi sứ quán Mỹ khai trương tại Paris có giá xây 592 triệu đô la. Khi đó là tòa đại sứ đắt tiền nhất của Mỹ trên toàn thế giới. Năm 2018, sứ quán Mỹ tại London khai trương thì ngân sách cho dự án bao gồm cả tiền thiết kế xây dựng là 1 tỷ đô la. Tổng thống khi đó Donald Trump lên án việc xây tòa đại sứ này vì chi phí khổng lồ. Theo các thông tin được công bố, trụ sở mới của đại sứ quán Mỹ sẽ nằm ở lô đất D30 có diện tích lên đến 3,2 ha, nằm trên đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lô đất này nằm kề bên khu trụ sở mới xây dựng của tập đoàn công nghệ FPT và ở mặt đường Phạm Văn Bạch, khu đất đối diện với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mặt sau của khu đất giáp với đường ven công viên cầu giấy. Theo hình vẽ phối cảnh được công bố, khu đại sứ quán gồm có hai khối nhà cao tầng lớn và một số nhà 4 đến 5 tầng phụ trợ, có khuôn viên, cây xanh bao quanh và ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp hàng rào sắt thấp. Hình ảnh phối cảnh chưa cho biết hai tòa nhà chính cao bao nhiêu tầng, có lẽ khoảng 12 đến 14 tầng. Khối đế của hai tòa nhà khoảng 3 tầng ốp đá và tầng trên ốp kính. Trước sảnh từ khối đế ra sân có một mái che khung thép cao đến hết tầng 3, chạy dài suốt mặt tiền khối nhà chính. Theo cảm quan ban đầu thì phối cảnh thiết kế công trình này không quá nổi bật về kiểu dáng. Tập đoàn EYP Architecture and Engineering có trụ sở tại Washington DC là đơn vị phụ trách kiến trúc, cùng phối hợp với một đội ngũ các chuyên gia đa dạng để cung cấp những giải pháp thiết kế và kỹ thuật tiên tiến nhất. Một số chuyên gia kiến trúc cho rằng các trụ sở địa sứ quán Mỹ ở nước ngoài hầu hết được thiết kế chú trọng đến yếu tố an ninh là chính. Các yếu tố thẩm mỹ chỉ là phụ. Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ thì thiết kế tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Có lẽ chúng ta chỉ có thể hình dung từ những mặt kính của tòa nhà sẽ gợi hình dung về mặt biển trăng. Đại sứ quán cũng cho biết các trang thiết bị nội thất trong trụ sở mới sẽ đảm bảo yếu tố có lợi cho sức khỏe và tiết kiệm năng lượng thông qua sử dụng các chất liệu bền vững, có tỷ lệ thành phần vật liệu tái chế cao, ít phát thải carbon và lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, VOC thấp. Mục tiêu quan trọng của đội ngũ thiết kế là kết hợp chặt chẽ các yếu tố thiết kế từ cả Mỹ và Việt Nam, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Mỹ, Việt Nam và người Mỹ gốc Việt. Trong phòng trưng bày ở tầng cao và sân thượng là không gian an toàn và đảm bảo cho việc tổ chức các bữa tiệc chiêu đãi. Mái che bằng kính có chức năng che mưa nắng và được trang bị thêm một số quạt trần có thiết kế hiện đại. Khu vực này cũng được bố trí thêm cây xanh và một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Chúng ta đều biết sau khi kết thúc chiến tranh vào tháng 5 năm 1975, mãi đến năm 1993, Mỹ mới chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và đến năm 1995, hai nước chính thức mở đại sứ quán tại thủ đô của nhau. Ngày 6 tháng 8 năm 1995, Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher thăm Hà Nội và chính thức tổ chức lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ở tòa nhà số 7 phố lang Hạ. Cũng trong thời gian này, thì Việt Nam cũng mở Đại sứ quán tại Washington, DC. Ngược dòng lịch sử thì chúng ta biết rằng từ cuối năm 1907, Mỹ đã có lãnh sứ quán tại Sài Gòn và lúc này thì đang là thuộc địa của Pháp nó hoạt động như một đại diện cho Đông Dương thuộc Pháp, kế nhiệm một đại lý thương mại Mỹ, đã được thành lập ở Sài Gòn năm 1889. Sau Cách mạng tháng 8 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư cho Tổng thống Mỹ Truman, đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao, tuy nhiên thì phía Mỹ đã không hồi đáp. Sau đó thì Mỹ đã công nhận nhà nước Việt Nam do chính phủ Bảo Đại đứng đầu vào năm 1950, và vào ngày 17 tháng 2 năm 1950, Tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn được nâng lên chức vụ ủy ban với Edmund A. Cullen với tên gọi là Chargé d'affaires sau hiệp định Geneva năm 1954 và sau đó bị phân chia miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam vì đã không mở rộng công nhận ngoại giao đối với Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 24 tháng 6 năm 1952, sau khi Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận, Ronan A. Heers là đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam. Địa vị của Legation in Saigon được nâng lên và Đại sứ quán chính thức được thành lập. Đại sứ quán đầu tiên được đặt tại số 39 Đại lộ Hàm Nghi và tòa nhà ban đầu vẫn ở đó cho đến ngày nay. Tòa nhà này đã bị các lực lượng biệt động thành phố Sài Gòn đánh bom ngày 30 tháng 3 năm 1965. Trong vụ tấn công này, biệt động Lê Văn Việt đã bị cảnh sát chế độ Sài Gòn bắt và sau đó ông đã qua đời trong trại giam côn đảo. Lê Văn Việt được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tên ông được đặt cho một con đường ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Sau vụ đánh bom này thì Mỹ đã phải chi 1 triệu đô la để tái thiết đại sứ quán ở một địa điểm. Do những lo ngại về an ninh sau vụ đánh bom năm 1965, phía Mỹ đã quyết định xây dựng một đại sứ quán mới với sự bảo vệ tốt hơn. Địa điểm được chọn là khu đất rộng 12.900m2, được gọi là khu liên hợp Norodrom tại số 4 đại lộ Thống Nhất, nay là Lê Duẩn, ở góc đường Thống Nhất và Mạc Định Chi, gần nơi sông Bến Nghé đổ vào sông Sài Gòn. Đại sứ quán nằm cạnh Đại sứ quán Pháp, đối diện với Đại sứ quán Anh và nằm gần dinh độc lập. Tòa nhà được xây dựng với 6 tầng, thi công từ năm 1965 đến năm 1967 bởi công ty xây dựng Mỹ AMKBJ dưới sự chỉ đạo của sĩ quan hải quân Hoa Kỳ phụ trách xây dựng Việt Nam Cộng hòa. Đại sứ quán được khai trương vào ngày 29 tháng 9 năm 1967. Sau hơn 2 năm xây dựng và kinh phí tổng cộng 2,6 triệu đô la. Đây cũng là một mục tiêu tấn công của quân giải phóng trong chiến dịch tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 và cũng là địa điểm chứng kiến cảnh di tản kinh hoàng của người Mỹ, cũng như những người cộng tác với họ trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh vào cuối tháng 4 năm 1975. Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ sau đó còn xuất hiện trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Biệt động Sài Gòn, nhưng sau đó đã bị phá rỡ. Khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, khu đất này tiếp tục được bàn giao cho phía Mỹ và hiện đang được sử dụng làm tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên ngoài tường rào hiện vẫn có tấm bia ghi lại dấu ấn lịch sử của chiến cuộc năm 1968. Để nhắc nhở, mỗi người đi qua đây rằng chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng và hai nước cần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai tươi đẹp trước mắt. Quý vị vừa nghe câu chuyện về những đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới. Nếu quý vị thấy các nội dung này thú vị và hữu ích, xin hãy like share để động viên team mò sử việt nếu quý vị và những bạn mò sử việt muốn tìm hiểu về chủ đề mới nào xin hãy comment vào phía dưới clip của chúng tôi còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo